Xin chào quý vị, chúng ta đang cùng gặp nhau trong MV Cộng, nơi cảm xúc được gọi tên nhờ âm nhạc cùng với những câu chuyện của MV. Thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Giao, ca khúc Cô Gái Mở Đường. Những giai điệu mang tinh thần lạc quan, yêu đời, ngời lên sức trẻ khát vọng sống và cống hiến của các thế hệ thanh niên xung phong và tuổi trẻ yêu nước. Ca khúc này trong MV đầu tiên ngày hôm nay sẽ được thể hiện bởi sự kết hợp đặc biệt của ba chị em ruột Hồng Nhung, Hồng Lụa và Hương Ly. Hiện nay cả ba người không chỉ thể hiện niềm đam mê âm nhạc với vai trò là ca sĩ mà còn đang giảng dạy và công tác trong lĩnh vực nghệ thuật này. Tuy ba màu giọng khác nhau nhưng khi kết hợp lại hòa quyện tinh tế, tạo được ấn tượng và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Ba giọng hát mong muốn có thể mang đến hơi thở mới mẻ, tinh thần trẻ trung cho những ca khúc sống mãi với thời gian. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ họ trong MV Cô Gái Mở Đường. Người chỉ nghe tiếng hát. Ôi những cô con gái đang ngày đêm mở đường. Hỏi em bao nhiêu tuổi mà xuân em phi thường. Em đi lên rừng cây xanh mở lối. Em đi lên núi đuôi ngã cuối đầu. Em đi bắc những nhịp cầu nơi những con đường yêu thương cho xe thăm tới chiến trường. Cô gái miền quê ra đi cứu nước, mái tóc xanh xanh tuổi trăng tròn, bàn tay em phá đã mở đường, gian khó phải lùi nhường em tiến bước. Cả nước ta lên đường, tiếng nói Bác Hồ trong tim người sáng như sao mai lấp lánh soi núi rừng, soi cho em đắm chặng đường trên đất quê nhà tổ quốc yêu thương. Ôi con đường mới anh mặt người chỉ nghe tiếng hát. Ôi những cô con gái đang ngày đêm mở đường. Hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường. Em đi lên rừng cây xanh mở lối. Em đi lên núi núi ngã núi đỏ. Em đi bắc những nhịp cầu nơi những con tổ quốc yêu thương cho
chiến thắng.